Vô. Trên dao thấm. Ngoài sân 1-0. Quý vị đang xem trận đấu giữa Cường Châu Thấm đối với lại Khanh Trinh Kim Anh 1-1. Giao công 1-1. Giao ra đi. Hai một. Hai đều. Ba hai. Thông minh á, nó giải quyết được nhiều việc lắm. Phải thi đấu, chọn cách thi đấu thông minh đi. Bốn hai. Năm hai cũng giống nhau à. Ông bây giờ. Ừ, sáu hai rồi. Bảy hai. Chuyện đó khó nói không biết mà. Bây giờ mà lấy nước xa là không thể nào cứu được lửa gần. Lửa của ông Châu nó đang đốt phần phật đây. Mà đi tìm nước ở đâu ra. Tìm nước thì làm sao mà dập tới đêm nước về là nó đã cháy xong rồi. Đêm nước về là cháy xong rồi. Thấy anh Châu không? À đúng rồi. Cái gì? 6 sao đứng đó được. 3-8. 4-8. Tất cả vẫn còn. Cứ bình tĩnh mà thi đấu. 9-4. Anh Châu nè. Yếu điểm của anh Châu là phong độ không ổn định đó. 14 đội bên kia. Có biết yếu điểm của anh Châu không? Đó là phong độ không ổn định đó. Ông đang thắng vậy chứ ông thua lúc nào ông hai á. Cho nên cứ yên tâm mà quánh đi, cứ từ từ quánh thôi. Rồi sẽ có lúc. Chỉ có điều là tới nhanh hay muộn thôi. Anh Cương. Đó thấy không? Anh Châu á, nhiều lúc vậy đó. Nhiều lúc thi đấu như linh động á, nhiều lúc trật liên tục à. Anh Châu. Thấy chưa? 6-12. Anh Khánh. 72. Mười ba bảy. Đúng rồi, trị luôn anh Châu. 8-13. Chín 13. Có một dự đoán. Hình như có một cái xu hướng nó dần hình thành đó. Nó chỉ ra con đường tươi sáng cho đội của anh Khanh á. Nhưng mà nó có một tương lai nó hé mở cho đội anh Khanh. Nhưng mà anh Khanh đóng cánh cửa đó lại rồi. Anh quyết định đóng cánh cửa đó lại rồi. Quên. Thế nhưng Châu là đội bên kia không có cửa rồi.
Ủa chứ anh Châu anh nói vậy mà đội kia không giận à, mình phải giận dữ lên chứ. Giận dữ lên, đánh coi nhắm gì mặt mũi tay chân đầu gì đó có ổng đập vô chứ. Quên. Rồi xong. Thấy thì ra anh Châu vừa thi đấu mà vừa giỡn không? Đó này mà có Hà vô trong sân là khác liền á. À, thằng kỳ luôn. Trên thế giới không nhiều người quýnh được nha anh đâu anh Cường. Tại mấy à, tại vì may mắn á, ví dụ như hay là đẳng cấp gì đó là do luyện tập, do tài năng gì đó. Còn á, may mắn á là có được là mỗi người tự nhiên có được thôi, chứ không ai mà nói được gì sao, làm cách nào để có may mắn trơn á. Anh quýnh một trái cầu quá may mắn luôn, không qua nổi luôn. Ủa xong mất hả? Trời ơi.